Đội tuyển Việt Nam thua toàn diện Uzbekistan trong trận giao hữu thứ hai trên đất Trung Quốc. Đội tuyển Việt Nam đã thất bại với tỷ số 0-2 trước Uzbekistan vào tối 14 tháng 10. Đây là trận đấu thất vọng của Rồng Vàng khi đội bóng không tung ra nổi cú dứt điểm nào về phía khung thành của Uzbekistan. Đánh giá về trận đấu này, nhiều tờ báo Uzbekistan cho rằng đội nhà đã giành chiến thắng dễ dàng. Tờ Kun bình luận, trong trận giao hữu trên đất Trung Quốc, đội tuyển Uzbekistan đã giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 2-0 trước đội tuyển Việt Nam. Các học trò của huấn luyện viên Sarekko Katanek không gặp khó khăn khi ghi hai bàn vào lưới đối thủ này. Tờ Championat viết, Uzbekistan đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu và đánh bại đội tuyển Việt Nam hai bàn không gỡ. Đội bóng của ông Katanek đã có sự khởi đầu tốt trong chuyến tập huấn tại Trung Quốc. Tương tự, tờ Sputnik phiên bản Uzbekistan đánh giá, một chiến thắng không quá khó khăn của Uzbekistan trước đội tuyển Việt Nam. Bầy sói trắng, biệt danh của đội tuyển Uzbekistan, sẵn sàng cho thử thách gặp Trung Quốc. Một tờ báo khác của Uzbekistan là Kalampia bình luận, đội tuyển Uzbekistan đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước đội tuyển Việt Nam. Chỉ đáng tiếc, kết quả này không được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, trận đấu tiếp theo của Uzbekistan với đội tuyển Trung Quốc sẽ khác. Đó là trận đấu chính thức và được tính điểm. Theo kế hoạch, chiều ngày 14 tháng 10, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chu di chuyển từ Trung Quốc tới Hàn Quốc.